xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với video review sản phẩm của Vinmax. Ngày hôm nay em có một chiếc thổi lá ở đây thì em sẽ khui thùng này giới thiệu về sản phẩm cũng như là hướng dẫn lắp ráp để cho quý cô chú anh chị, những ai mà mình mua sản phẩm về mà mình chưa biết lắp ráp thì mọi người có thể tham khảo video này của em, hoặc là những ai mà mình đang cần tìm mua một chiếc máy thổi lá cho gia đình, cho công trường, phục vụ cho công việc của mình thì mọi người cũng ở lại video này cùng em ạ. Hàng của Steel luôn là một cái chiếc thùng có màu xám như thế này, Steel chữ trắng nền cam, có tem phụ ở bên cạnh kèm theo model này, mã vạch của hãng Steel. Thùng ở bên trong thì quý cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy một chiếc máy thổi lá của thương hiệu Estin với model là BR420. Phần ống thổi phụ kiện thì sẽ được đặt trong túi ni lông và có dập lên là thương hiệu của Estin. Theo máy có sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành chính hãng của Estin, số series của máy ạ. Cái này mình tạm để qua một bên. Máy khá là nhỏ gọn, model sẽ được hiển thị ở trên đây là BR420. Màu sắc của máy luôn luôn là màu cam. Bao quanh máy toàn bộ là nhựa cao cấp giúp máy bền hơn. Ốp đằng sau lưng khá là dày dặn, thiết kế dây đeo giúp người sử dụng cái vận hành máy luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái trong quá trình máy làm việc. Ngay ở trên phần ống thổi mọi người cũng có thể nhìn thấy số series dập ở trên này. Ruột gà này thì là bằng nhựa dẻo giúp máy dễ di chuyển điều hướng, cũng sẽ bền hơn theo thời gian. Thiết kế tay cầm tay ga ở ngay trên phần ống giúp thao tác thì sẽ trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Áo cái túi này đây, các cái phần ống này, ngay ở trên phần ống này thương hiệu của Steel dập lên, phần khớp nối nào cũng vậy luôn mọi người ạ. Đây ạ, rất là rõ ràng. Đây là các cái ốc chốt, thì nó mọi người sẽ lắp cái ống thổi vào ạ. Bây giờ em sẽ hướng dẫn quý cô chú anh chị cùng các bạn mình sẽ lắp cái chiếc máy này. Mọi người sẽ bỏ hết các cái phụ kiện ra, sẽ có hai cái phần ốc thì nữa mình sẽ lắp vào đây. Và để mà lắp được cái sản phẩm này thì mọi người cần phải có phụ kiện, thì mọi người sẽ lấy phụ kiện ở đằng bên dưới máy đây ạ. Phụ kiện thì sẽ nằm ở bên dưới để tại vị trí này cho nó gọn và sẽ không bị mất. Chúng ta sẽ lắp cái phần ống vào trước. Đối với phần ống này thì mọi người sẽ đặt vào cho nó khớp. Nó có một cái khớp ở đây thì mọi người sẽ xoay để cho nó vào. Nó sẽ vào cái phần khớp của nó đã. Cho ốc vào. Và chúng ta sẽ siết. Chưa vội siết quá chặt nhé. Mọi người chỉ siết vào để cho nó cố định đã. Sau đó thì với cái phần bên dưới chúng ta sẽ làm tương tự. Sau đó thì chúng ta bắt đầu siết chặt cái bên dưới và siết phần bên trên nữa.
Rồi, ok. Chúng ta sẽ lắp đến phần ống. Ống thổi. Ống thẳng này trước này. Phần tiếp giáp với nó đây ạ. Người đẩy thật chặt vào. Đến sát cái điểm này. Tiếp đến thì mọi người sẽ lắp đến cái phần ống thứ hai, là cái phần ống điểm nhô lên này, thì chúng ta sẽ đi vào cái ống đường ống này. Mình cho qua đây. Chúng ta sẽ đẩy qua phần ống cuối cùng, cũng tương tự vị trí của nó. Để cho vào. Sau đó chúng ta sẽ đẩy sang. Rồi, ok. Vậy là sơ bộ về máy thì chúng ta lắp xong. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đến cái phần dây đeo ở bên dưới này. Vừa rồi em đã hướng dẫn quý cô chú anh chị cùng các bạn cách lắp ráp hoàn chỉnh chiếc máy thổi lá của Steel với model là BR420. Thì mọi người có thể nhìn thấy là em đeo rất là thoải mái. Chiếc máy này trọng lượng chỉ có 5,3kg thôi, nên là khi hoạt động nhiều giờ đồng hồ thì mọi người vẫn cảm thấy là thoải mái, không gây ra mệt mỏi hay đau nhức trong quá trình mà mình vận hành máy. Sản phẩm này có công suất là 1,1 HP, giúp máy hoạt động liên tục được nhiều giờ đồng hồ. Chiếc máy này thì nhiên liệu sẽ được tiết kiệm trong quá trình sử dụng. Với model BR420 sử dụng động cơ 2 thì xăng pha nhớt với tỷ lệ là 1:50. Có 1 lít xăng thì mọi người sẽ cho 200 ml nhớt. Khi mà mọi người pha đúng tỷ lệ thì máy của chúng ta sẽ được giật nổ dễ dàng hơn, sẽ hoạt động bền bỉ hơn, khỏe hơn. Sau mỗi một lần sử dụng máy thì mọi người nên vệ sinh máy trước khi mà chúng ta bảo quản, để máy trong những lần nổ tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn. Với mức chi phí bỏ ra và với cái giá trị mang lại thì chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm để quý cô chú anh chị cùng các bạn đáng lưu tâm đến và mình có thể tham khảo để tìm mua. Sản phẩm này thì Vinmax cung cấp ra thị trường khá là nhiều và được quý khách hàng lựa chọn tin dùng. Cô chú anh chị của các cái đơn vị vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng, hoặc là các hộ gia đình có đồn điền hoặc là nương rẫy nhiều, mọi người cũng có thể sử dụng chiếc máy này để chúng ta thổi lá cây ở trong các cái đồn điền, trong các cái nương rẫy nhà mình. Hay là các anh làm công trình thì với chiếc máy này mọi người có thể thổi bụi, làm sạch các cái bề mặt sàn trước khi mà chúng ta thi công công trình đường phố công cộng, thì nhờ có cái chiếc máy này, nhờ thổi bụi sạch mà chúng ta giải nhựa đường một cách nhanh chóng hơn. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý cô chú anh chị cùng các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Và cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.